Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn giảm dung lượng ổ đĩa hoặc tăng dung lượng ổ đĩa theo thử thách bằng công cụ Mini Tool Partition VGS Home Editing. Các bạn đầu loa và tải cái ứng dụng này về nhé. Đầu tiên các bạn vào Mini Tool, các bạn kích vào Mini Tool Partition VGS. Khi ứng dụng đã được bắt đầu, đây ở đây thì ổ đĩa của tôi có ba ổ đĩa ổ C, ổ D và ổ A. Bây giờ ví dụ như tôi muốn lấy dung lượng C của tôi có 78 GB, mà bây giờ tôi muốn lấy lên 80 GB hoặc là 90 GB thì tôi lấy dung lượng ổ đĩa gần nó nhất là ổ D hoặc là ổ A. Nếu ổ D hết dung lượng thì tôi mới được lấy ổ A, và tôi bắt đầu giảm dung lượng của D để chúng ta mới lấy được dung lượng ổ C. Chúng ta bấm ổ D, nhấn chuột phải, bấm More Resize. Ở đây chúng ta sẽ giảm dung lượng, ví dụ như tôi sẽ giảm khoảng 10 GB, thì 10 GB thì tôi sẽ giảm khoảng 10, 17 là tôi sẽ giảm được 10 GB. Và các bạn nhớ là kéo cái ứng dụng này qua, kéo cái thanh này qua bên trái nha, từ bên trái kéo qua bên phải, chứ không là nó sẽ không lấy dung lượng ổ đĩa gần của nó. Rồi các bạn nhấn OK, thì ở đây nó sẽ có phát hiện ra một cái là in locate. Locate là ở đây là nó không nhận ổ đĩa. Chúng ta bắt đầu nhấn chuột phải vào ổ C, chúng ta nhấn Remove File. Ở đây thì nó sẽ tăng dung lượng bên khi hồi nãy chúng ta lấy ổ C. Bây giờ chúng ta có thể kéo nó ra, kéo nó ra tùy thích. Các bạn kéo đủ dung lượng xong, các bạn nhấn OK. Ở đây thì chúng ta đã làm xong mọi bước rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ còn việc cuối cùng là Unplay nó. Unplay nó xong là nó sẽ tự động nó thay đổi. Các bạn nhớ Unplay nó là nút này, xong là các bạn reset máy lại là OK. Còn ở đây tôi đã thay đổi dung lượng đủ rồi nên tôi không thay đổi nữa. Chúc các bạn thay đổi ổ đĩa thành công. Các bạn lưu ý là khi chúng ta ổ đĩa là luôn luôn mình nhấn resize, và các bạn nhớ là cái dung lượng nó nhỏ lại, rồi các bạn nhớ đẩy qua bên này, thì đẩy qua bên phía bên phải của các bạn để dung lượng nó mới chia được, còn không thì các bạn sẽ không chia được. Sau đó nhấn chuột phải, unplay, cho các bạn thành công.